Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 11 giờ 5 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023. Xin thưa với lại các thượng đế, vừa rồi mình có làm một cái video để tìm một người thượng đế đã chuyển thóc cho mình, mà cái số thóc đó là không phải mua băng, cũng tương đối nhiều mà cũng không phải là ít. Thì chắc chắn là mua đài. Thế mà mua đài thì mình lại chưa 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 nội soi cái chiếc đài nào cả. Thế thì cũng không biết là ngài mua cái chiếc đài nào. Ở trong cái nội dung chuyển tiền, ngài cũng lại không ghi. Thế nên là làm cái video đấy là để coi như thế là tìm cái người thượng đế đã chuyển thóc cho mình. Qua cái video này thì các thượng đế 63 tỉnh thành cũng lưu ý cho khi mua bán cái gì, khi chuyển thóc cho mình là vui lòng ghi. Ghi ở cái nội dung chuyển tiền đấy là ghi tên của mình vào. Ví dụ tên của mình vào, tên là A. Ví dụ như mua cái gì, A mua đài Sony 710 hay là A mua băng cassette hay là ở đâu, tên là A ở đâu phát. Như vậy là mình mới biết được là tiền của ai với của ai. Chứ bây giờ cứ chuyển tiền đấy trong chẳng nói năng gì ở trong cái nội dung chuyển tiền là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chuyển tiền xong rồi cũng không liên hệ với mình là tôi đã chuyển cho anh rồi, anh kiểm tra, anh xác nhận cho tôi. Cũng người thượng đế này cũng không thấy điện đóm gì mà cũng đến giờ cũng phải tầm gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Đúng là gọi như kiểu gọi là ngồi trên đống lửa ấy. Không biết là tiền của ai mà lại chuyển vào. Nói xong là lại chẳng thấy alo a lủng gì cả. Đấy là cũng hy vọng là chỉ còn một cơ số phút nữa là sẽ nhận được người thượng đế đã chuyển thóc. Còn bây giờ xin thưa với lại các thượng đế 63 tỉnh thành, thể theo yêu cầu của một số huynh đệ có cái yêu cầu là cái bộ cơ cửa B đài Sony CFS710S, khi mà khắc phục lại cái tính năng auto stop ở cái cửa B này thì làm như thế nào. Thì mỗi người có một cái cách làm, chẳng ai giống ai cả. Thế nhưng mà nôm na ngắn gọn lại là làm sao mà khi hết băng nó nảy lên được, đúng không ạ? Đấy. Thế nhưng mà ở cái bộ cơ này nó chỉ nảy lên khi cái vòng cao su này nó còn tác dụng, nó còn khỏe nha. Đấy, nó còn dày. Chứ khi cái vòng cao su này là cái bánh trung gian này này, về bản chất vấn đề cái bộ cơ cửa B đài Sony CFS710S thì được hãng Sony ưu ái cho cái vòng cao su. Đây, bánh trung gian là vòng cao su. Khi cái vòng cao su này nó mà mòn rồi thì đương nhiên là tính năng auto stop nó không hoạt động nữa, là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai thì đương nhiên là cái vòng cao su này mà mòn thì đương nhiên là nó sẽ rối băng, ăn băng, gặm băng, cắn băng, nhai băng. Đến nó là đương nhiên rối băng nhá. Ấy còn chưa nói đến cái bánh tì này. Vì cái bánh tì này nó cứ cuộn băng ra, nó cứ kéo băng ra. Thế mà cái bánh này nó không cuộn được vào. Cái bánh này nó cuộn được vào là nó do cái vòng cao su này. Nếu như cái bánh này nó không cuộn được vào thì cái bánh tì này nó cứ kéo dây băng ra thì đương nhiên là nó sẽ gặm băng, nhai băng, cắn băng nhá. Đấy. Thì cái đặc điểm của cái bộ cơ này nó như vậy, thế nên là cái tính năng auto stop nó chỉ hoạt động khi cái bộ cơ này còn đang chạy tốt. Thế còn cái bộ cơ này vẫn đang chạy thế nhưng chưa được tốt, tức là chạy chưa được khỏe. Lý do là cái vòng cao su này nó mòn rồi thì đương nhiên là tính năng auto stop này nó lại không hoạt động. Tại sao lại như vậy? Vì cái bánh bánh trung gian này này, đấy nó truyền từ cái bánh đà. Bánh đà nó có cái ống để đây. Cái bánh trung gian, cái vòng cao su nó cọ vào đây. Khi cái bánh đà nó quay, khi cái bánh đà này, cái bánh đà này nó quay, cái bánh đà này thì được lai bởi một cái dây cura vào cái motor. Khi cái bánh đà này nó quay thì cái ống này nó quay, cái ống này nó quay thì dẫn đến là cái thằng cu con này, là cái bánh trung gian cao su, nó bánh này nó chạy, bánh này nó quay thì dẫn đến cái thằng này nó quay. Đấy, cái thằng cu này nó quay. Thế nhưng mà khi mà nó mòn cái bánh trung gian này thì đương nhiên là cái lực quay của nó yếu, nó không còn đủ khỏe nữa. Bởi vậy là khi đưa băng vào như thế này này, nếu như nó cuộn này này, nó cuộn mà nó, lực của nó không đủ, nó yếu thì dẫn đến hiện tượng là dây băng nó không được căng ra, vì đầu này nó hết băng rồi mà. Thế mà đầu này cứ cuốn thì nó phải kéo căng dây băng ra. Khi nó kéo căng dây băng ra thì nó tì vào đây. Đấy. Nó tì vào đây. Nó tì vào cái lẫy này. Nó tì vào cái cần nhựa này này. Tì vào cái cần nhựa này phải một lực đủ mạnh để ấn cái cần nhựa này xuống dưới như thế này, ấn thấp như thế này này thì
nó mới có một cái lẫy nó tác động vào cái này. Đây này, nó tác động vào cái bánh đèo này, nó tác động vào cái vấu này này. Đấy, thì nó mới nảy lên, chứ nếu mà cái vấu này bây giờ mà cắt đi nhá thì thôi, chẳng bao giờ nó nảy lên cả. Đây này. Đấy, khi nó kéo dây băng là nó giãn cái này ra. Nó kéo căng cái dây băng ấy thì là nó đẩy cái này xuống. Nó đẩy cái này xuống thì nó mới nảy. Đấy. Thế thì nhắc lại là nó chỉ hoạt động, cái tính năng auto stop này nó chỉ hoạt động khi bộ cơ này còn tốt, khi vòng cao su này còn tốt, vòng cao su này mềm rồi thì đương nhiên là nó sẽ không chạy. Đây là mặt dưới này. Đấy. Thì ở đây cái bộ cơ này là bộ cơ đang khắc phục, bộ cơ này đang khắc phục cái tính năng auto stop. Đây là cái thằng cu quan này này. Đấy. Cái thằng cu quan này là nó liên quan đến cái lẫy ở bên dưới. Đây, ấn play này, ấn play nhá. Ấn play mình sờ vào cái chỗ để nó cái sợi băng nó đẩy lên này. Sờ mãi chưa thấy. Rõ như ban ngày mà sờ mãi chưa thấy nó thế nào nhỉ? Đây này. Rối như canh hẹ này, hỏng hết bánh kẹo. Này, nó lại tụt rè. Chưa ai làm gì mà nó đã tụt rè rồi. Này. Sao cái tay chán nhỉ? Sao mãi chưa thấy đâu nhỉ? Đây nó đây này, nhưng mà nôm na ngắn gọn là nó đây này. Đây này. Đấy. Lật lên thì sợ nó tung ra hết. Ui giời, chưa ấn play xuống thì làm sao nó xuống được. Đây. Chưa rẻ đã lú. Đây. Đây nó đây này. Đấy, đây này nó đây. Đây, nó đây. Đây cái này là khi mà cái băng nó hết ấy, nó kéo lực của nó đủ mạnh thì nó tì cái này xuống. Đây. Nó tì cái này xuống này. Đấy, nó tì cái này xuống thì đây này, nó chuyển động bên trên này này. Đấy, các thượng đế có nhìn thấy không? Đấy. Ví dụ cái đầu nhựa bên trên này nó mòn thì nó cũng đuối nhá. Đấy này. Thì cái thằng cu này khi mà dây băng nó kéo giãn ra nó tì vào nó sát như thế này. Nó sát như thế này thì nó gặp cái này, nó gặp cái vấu này. Thế mà cái motor nó đang quay, nó gặp cái vấu này thì đương nhiên là lúc giờ cái bộ cơ là nó sẽ gãy lên, nó nảy lên. Cái bánh đà này mà ví dụ như bây giờ mà cắt cái này đi nhá. Cắt cái này đi thì cái hãng Sony cũng chịu luôn. Cái hãng Sony cũng chịu luôn, không làm nào cho nó auto stop được. Đây này, cắt cái vấu này đi này. Đấy. Đây này, do cái thằng cu quan này. Thì ở cái thằng cu quan này, thứ nhất là lâu ngày rồi, nó có khả năng là nó mòn cái nhựa ở bên trên này. Cái nhựa này, cái đầu nhựa này bao giờ nó cũng cọ vào dây băng. Thế khi mình play ấy, là nó cọ vào dây băng, nó tì xuống. Để lúc hết băng thì nó kéo căng ra, nó gãy lên này. Một là cái đầu nhựa này nó mòn, hai là cái lẫy này này. Đây, cái cần gạt này này. Đấy, cái cần auto stop này nó bị kẹt nhá. Thì ta phải bổ sung dầu mỡ đỡ trơn tay. Đấy, để làm sao cho nó trơn. Để làm sao cho nó trơn là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là phải làm sao cho nó nhẹ. Nó nhẹ, tức là khi tác động một lực nhẹ thôi, vừa vừa thôi là cái này nó đã nảy lên như này rồi. Chứ nếu mà tác động một lực mạnh nó mới nảy lên là nó không auto stop. Đấy. Nó không auto stop. Thế thì ở đây nó còn bổ sung thêm cái lò xo nữa. Để làm gì? Để mã hồi. Đấy, tức là ngoài ra để nó còn bổ sung thêm cái lò xo này nữa. Cái lò xo này, cái lực của nó mà khỏe quá thì dẫn đến coi như thế là khi kéo dây băng ra là nó tì nửa vời. Ví dụ như cái dây băng kéo ra, lò xo này khỏe quá, nó chỉ đến tầm này thôi. Đấy, nó chỉ đến tầm này thôi. Nó cũng không nảy lên được. Đang quay video có số điện thoại 4968 này, không biết có phải người thượng đế này chuyển thóc cho mình không. Đấy. Thế cái lò xo này lực mà nó khỏe quá thì cũng không được. Đương nhiên rồi, ngoài cái vấn đề coi như thế là dầu mỡ đỡ chân tay, tức là mình phải bổ sung dầu mỡ vào để cho nó trơn tru bộ cơ, trơn tru bộ cơ ra. Thì nếu như mà nó vẫn chưa được thì ta xử lý tiếp đến cái thằng cu quan này. Thì giảm lực của cái thằng cu quan này đi. Đây. Tháo cái này ra. Cái này là cái bao xe chứ cũng chẳng có gì là ghê gớm cả. Đây này, cái lò xo khi lắp vào là nó phải nằm ở cái rãnh như này này.
Đây, để đây. Đấy, đây này. Đấy, các thượng đế có thể tự xử lý được đây. Nó nằm vào cái rãnh như này này. Đấy. Để giảm cái lực này đi, nếu mà ta quay ngược lại chiều này thì nó lại càng mạnh. Đúng không ạ? Thế thì ta lại phải thay giữ tay vào đây, không không cần tháo ra cũng được nhé, không cần tháo ra cũng được. Cái tay giữ vào cái chỗ này để cho nó khỏi tuột cái lò xo ra, và mình dùng một cái tô vít chẳng hạn, mình gạt cái này lên đây này. Xoay cho nó một vòng. Xoay xoay như thế này là ngược chiều kim đồng hồ. Ngược chiều kim đồng hồ. Chứ còn nếu mà xoay thuận chiều kim đồng hồ thì nó lại càng khỏe ra. Đúng không ạ? Đấy, xoay ngược chiều kim đồng hồ thì là làm giảm lực của cái lò xo này đi. Làm giảm lực của cái lò xo này đi. Không cần thiết phải tháo cái này ra nhé. Tháo cái này ra lúc lắp vào này, lại quên chỗ thì hỏng hết bánh kẹo. Lấy tay giữ vào cái chỗ này. Đây, lấy tay giữ thôi. Ngón nào cũng được, tùy ý, chứ không phải bảo là tôi hay dùng ngón này hoặc là tôi hay dùng ngón này nhá. Đấy, thì tùy ý. Đây này, dùng ngón này cũng được. Đấy, đấy. Đấy. Tì nó vào đây để cho cái lò xo nó khỏi tụt ra. Lò xo khỏi tụt ra. Thế xong là một cái tô vít chẳng hạn đây này. Đấy, đấy, kéo nó vào. Kéo nhưng mà kéo kéo tận vào trong này này, kéo tận vào trong này. Để làm gì? Để giảm cái lực của cái lò xo đi thì nó sẽ trơn, nó sẽ nhẹ nhàng này. Nó sẽ nhẹ nhàng nhá. Nhưng mà cái lực này là giảm vừa thôi, chứ còn giảm quá là có khi băng hơi nặng nó cũng nảy lên đấy nhá. Thôi thế xin phép dừng video ở đây. Trân trọng cảm ơn các thượng đế. Chào thân ái. Xin chào.